Chào các bạn, hôm nay thì Tấm Lòng Thành bắt đầu phát phần những cái phần quà cho các bệnh nhân viện nhi. Thì chúng tôi đang chuẩn bị các cái phần quà như thế này, và sẽ hàng tháng thì vào là tuần rằm và mùng 1 thì chúng tôi sẽ phát phần quà cho các bệnh nhân. Rồi, hai chị em xếp sữa giỏi thế nhở? Em xếp tiếp đi nào. Ui giời ơi, em xấu hổ à? Ôi, đây này các bạn ơi, hai bạn này là bé tí như này nhưng mà đang đi làm công đức đây này, đang xếp sữa vào thùng để mai để đi tặng quà cho các bạn bé ở viện nhi nhá. Mai Chip có đi không ý nhỉ? Mai Chip có đi phát quà không? Có à? Thế mai bác cho Chip phụ trách phát sữa nhá, phụ trách chia sữa nhá. Đây là phần sữa và phần nước suối của Tấm Lòng Thành đấy các bạn này. Mai sẽ có khoảng độ khoảng 200 suất. Trong đó sẽ có bánh giò này, mỗi suất sẽ có bánh giò, sữa và nước suối. Đây là la vi các bạn ạ. Mọi người đang khuân đồ ra xe để chuyển sang bên viện nhi. Đây đây em ạ. Thường thì tất cả chúng tôi sẽ dâng những cái đồ, ví dụ như là đồ nước thì sẽ dâng ở đây, dâng ở chùa, sau đó để xin cái sự gia hộ của Phật, các vị Phật và các vị Thánh. Sau đó thì chúng tôi mới bắt đầu đi phát cho các bệnh nhân. Mẹ em. Ơi mẹ đây. Mẹ. Đây là mọi người đang khiêng đồ ra xe. Ơi, con vào con lấy đồ đi nhanh lên nào. Đây. Vào vào mặc áo đi, nhanh lên đi. Bi ơi. Là buổi phát phần ăn ở bệnh viện nhi do bên Tấm Lòng Thành, bên nhóm Tấm Lòng Thành. Hôm nay chúng tôi sẽ phát phần ăn cho các bệnh nhân. Thì trước khi mà vào phát phần ăn thì đây là cái khâu mà chuẩn bị. Đây là khâu mọi người đang chuẩn bị để phát phần ăn. Hôm nay là sẽ là có khoảng hơn 200 khẩu phần ăn sẽ được phát cho bệnh nhân của viện nhi. Sẽ có gì nhỉ? Sẽ có bánh giò này, sữa và đồ uống. Bánh giò thì bên mình đang để ở trong những cái khay, đang ở trên trong những cái hộp mà hộp trắng này này, hộp xốp này này, để giữ nóng. Còn nước với cả sữa thì hôm trước thì bên mình có đem đến chùa, bọn mình có đem đến chùa để dâng lễ xin cái sự gia hộ của các chư Phật và các chư Thánh, các vị Phật các vị Thánh. Xin sự gia hộ để cho sau đó thì bọn mình sẽ phát cho những người bệnh, cầu mong cho họ được bình an, vạn sự bình an và vạn sự lành. Đây là buổi phát phần ăn ở bệnh viện nhi do bên Tấm Lòng Thành, bên nhóm Tấm Lòng Thành. Hôm nay chúng tôi sẽ phát phần ăn cho các bệnh nhân. Thì trước khi mà vào phát phần ăn thì đây là cái khâu mà chuẩn bị. Đây là khâu mọi người đang chuẩn bị để phát phần ăn. Hôm nay là sẽ là có khoảng hơn 200 khẩu phần ăn sẽ được phát cho bệnh nhân của viện nhi. Sẽ có gì nhỉ? Sẽ có bánh giò này, sữa và đồ uống. Bánh giò thì
bên mình đang để ở trong những cái khay, đang ở trên trong những cái hộp mà hộp trắng này này, hộp xốp này này để giữ nóng. Còn nước với cả sữa thì hôm trước thì bên mình có đem đến chùa. Bọn mình có đem đến chùa để dâng lễ xin cái sự gia hộ của các chư Phật và các chư Thánh, các vị Phật, các vị Thánh, xin sự gia hộ để cho sau đó thì bọn mình sẽ phát cho những người bệnh, cầu mong cho họ được bình an, vạn sự bình an và vạn sự lành. Gì đây? Chúc cháu ngon miệng, nhanh khỏe. Dạ, xin cảm ơn mấy chị nhé. Dạ, vâng. Các cô, các bác, vui lòng chờ một chút xíu ạ. Để số ổn định. Ổn định, trật tự đông đủ hơn thì chúng cháu sẽ phát ạ. Ngay mẹ chờ tí nha. Lấy nhá. Cứ xuất hiện những em bé thì sẽ được phát trước các bạn ạ. Đây có một số những em khá là bé. Đấy, mẹ bế ra. May quá là hôm nay là lúc nãy đi trời mưa nhưng mà bây giờ thì tạnh rồi. Hai mẹ con ạ. À, thế còn đây mình phải ở đây 1 tháng chị ạ. Bố là về quê à? Vâng, về đi làm. Kiếm tiền bé trai. Tưởng cả bố nữa thì ở kia. À, bé trai à. Thế bé thứ mấy rồi? À, bé thứ hai. Quê ở đâu? À, quê Thanh Hóa. À, quê Thanh Hóa. À, bé dân tộc Kinh à? Dân sinh nhập Mường. À, dân tộc Mường. Sao không mặc quần áo dân tộc à? Không, cháu không phải mặc. À, cháu không phải mặc à? À, thế à. Cháu là hiện đại nhất rồi mà. Ở đây rất là nhiều người dân tộc nhá. Lúc nào con lễ hội đi học mặc cái thường. Bây giờ họ mặc thường. Em bé 1 thì hay 3 thì. Đây này, em bé này đến này tặng cái giò này bạn. Mẹ chỉ có ăn nhiều vào có sữa. À, mẹ con thì nó bây giờ mới về đây. Sữa mẹ là rất là tốt cho em bé đấy. Mẹ cố gắng duy trì nuôi con đến 24 tháng. Mẹ mua cháo ăn thêm á chị. Vâng. Em ăn cơm thì xong em ăn cháo. Mẹ thân là mẹ à. Thế mẹ ăn một cái bánh giò đấy có đủ không? Bánh này cũng to đấy. Em mới ăn cháo xong. À thế ạ. Vừa ăn cơm mà vừa ăn cháo rồi. Em đem ăn cháo. Em 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 ăn cháo. Cháo. Em ăn cháo. Em ăn cháo. Được về. Mẹ chỉ cho ăn thêm đi nhá, mẹ cho ăn thêm cho con rất dạ thôi, còn mẹ cố gắng ăn cho một sữa cho con. Đấy vì tối lúc đi nhiều mà. Đúng rồi, các bạn ăn tối nhiều. Với cả mẹ cho con bú thì cái tình cảm mẹ con ấy. Thế là cháu là mổ rồi đúng không? Mổ xong thì mổ trước Tết ạ. À, mổ trước Tết à? Vâng. Bây giờ ra đi nong hormone cho nó khỏi hẹp, nó khỏi thịt. Mổ một thịt ạ?
2 lần, 1 lần. Ừ. Yêu nhở? Yêu nhở? Ừ. Đấy. Lần này ra đây là buổi dưới là quét đồ đi. Vâng. Đoàn người thì họ vẫn cứ xếp hàng như thế này để nhận những cái phần ăn. Rất mau mệt thôi, không có gì cả. Ồ, mưa thế này có không quần áo hả? Làm từ thiện, làm từ tâm và không cần phải cái gì nó ghê gớm to tát cả. Mỗi người sẽ được những cái phần ăn, mỗi người sẽ được một cái phần ăn để họ có thể bình an. Tuần rằm vào mùng 1 cho những người nghèo, người bệnh ở các bệnh viện. Thì hôm nay Tấm Lòng Thành làm ở Viện Nhi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở các bạn ở những cái chương trình sau. Cầu mong mọi người sẽ được bình an.